Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày mùng 10 tháng 10 vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã xử phạt một trường hợp đăng tin sai sự thật khi cho rằng ông Lê Anh Tú, pháp danh tự xưng Thích Minh Tuệ, đang khất thực tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đơn vị này cho hay, trước đó, công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook hhc của anh Bnhs 30 tuổi, ngụ tại Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã đăng tải nhiều video, bài viết về hai trường hợp mặc quần áo giống trang phục của ông Lê Anh Tú đang đi bộ khất thực trên đường. Kèm theo thông tin có nội dung cho rằng thầy Minh Tuệ đang xuất hiện ở khu vực thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Thông tin này thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều trường hợp người dân hiếu kỳ đã phát tán, chia sẻ thông tin do tài khoản HHC đăng tải kêu gọi truy tìm thông tin, vị trí tại thành phố Bảo Lộc để đến gặp mặt ông Lê Anh Tú. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xác minh, khẳng định thông tin thầy Minh Tuệ đang xuất hiện ở khu vực thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng là sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Tại địa bàn thành phố Bảo Lộc nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung, hoàn toàn không có sự việc nêu trên. Về các bài đăng của tài khoản HHC, khi cộng đồng mạng nhắc nhở rằng hình ảnh nêu trên không phải là ông Lê Anh Tú, anh S lại trả lời rằng đã biết không phải ông Tú nhưng vẫn đưa thông tin để mọi người trầm trồ, gây xôn xao dư luận. Cơ quan chức năng đã vào cuộc để xác minh sự việc, làm việc với nhà chức trách, anh S thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Công an thành phố Bảo Lộc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật, số tiền 5 triệu đồng. Tại thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nhiều năm nay có hàng chục hộ dân sống trong tình trạng lo lắng bất an, đặc biệt khoảng 20 hộ nguy cơ cao bị ảnh hưởng khi dưới chân đồi thông có nguy cơ rất cao bị sạt lở. Ngọn đồi này rộng khoảng 35 hecta, Lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý, khu vực nguy cơ sạt lở chỉ cách nhà dân từ vài mét đến vài chục mét. Theo ghi nhận vào sáng mùng 9 tháng 10, mặc dù trời nắng nhưng khu vực đồi đất phía sau khu dân cư thuộc tổ 24, thôn Quảng Hiệp, đất vẫn nhão nhoẹt. Dấu vết đất bị nước cuốn trôi từ chân đồi thông phía sau nhà người dân ra phía trước đường đi vẫn chưa khô hết. Một người dân địa phương cho biết, hiện tượng dạn nút ở đồi thông trên địa bàn thôn Quảng Hiệp bắt đầu xuất hiện vào năm 2019 với độ dài khoảng 20 mét. Đến nay, vết nứt kéo dài khoảng 80 mét. Tại nhiều vị trí, vết nứt ăn sâu xuống lòng đất từ 1 đến 2 mét, miệng vết nứt mở rộng từ 1 đến 3 mét. Theo quan sát, đoạn chân đồi bị sạt lở phía sau nhà ông Vũ Xuân Trường, 42 tuổi, ở tổ 24 thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh và các hộ dân khác ngổn ngang đất đá, cây bụi. Trong đó có nhiều vết đất mới chỉ xuất hiện sau các trận mưa. Ông Vũ Xuân Trường cho hay đây không phải lần đầu tiên xuất hiện sạt lở ở khu vực này. Cách đây khoảng 2 năm đã xảy ra tình trạng sạt lở và kéo dài mãi đến nay. Mỗi khi trời mưa to, đất và nước từ trên đồi thông đổ xuống càng nhiều nên gia đình ông phải di rời để đảm bảo an toàn. Vệt sạt lở hiện đã hình thành một vòng cung kéo dài từ phía tổ 24 thôn Quảng Hiệp vòng ra phía sau thuộc tổ 30 thôn Phi với chiều dài khoảng 100 m Hiện đoạn chân đồi này như một bờ ta lui đất dựng đứng với chiều cao khoảng 10 m có nhiều điểm đã bị trượt lở đất đá, cây thông sau mấy trận mưa lớn. Đáng chú ý, tại một số đoạn gần khu dân cư hiện vẫn có tình trạng nước chảy kèm bùn đất đỏ từ phía đồi thông xuống nhà dân. Trên phía đỉnh đồi hiện cũng xuất hiện hàng chục vết nứt lớn nhỏ kéo dài hàng chục mét, rất dễ đổ ập xuống khu dân cư bên dưới nếu trời mưa lớn kéo dài. Ông Lục Thanh Phong, cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh cho biết, qua thống kê sơ bộ, hiện có khoảng 50 đến 60 hộ dân trong khu vực thôn Quảng Hiệp và Phi Nôm có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở đất. Trong đó, khoảng 20 đến 30 hộ có nguy cơ cao nên các ngành chức năng đã tiến hành ký cam kết di rời khi mưa lớn. Ban quản lý rừng phối hợp với địa phương ứng trực để kiểm tra và giám sát, đặc biệt khu vực đồi đất 35 ha. Ông Phan Quang Thạch, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh cho biết, vết nứt kéo dài trên đồi thông tại thôn Quảng Hiệp được chính quyền địa phương ghi nhận từ nhiều năm trước. Gần đây, do mưa lớn nên tình trạng sạt lở đất, vết nứt trên đồi có diễn biến phức tạp. Ông Phan Quang Thạnh nói: Chúng tôi đã lắp đặt các biển cảnh báo sạt lở. Vào những ngày mưa, chúng tôi vận động người dân di rời đến nơi an toàn. Địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát, lên phương án hạ tải đỉnh đồi, ngăn chặn sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Chiều 9 tháng 10, ngay sau khi lốc xoáy quét qua vùng nông thôn huyện Thới Bình, tỉnh cà mau, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả đồng thời dọn dẹp cây cối ngã đổ gây cản trở giao thông. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, rông lốc bất ngờ quét qua địa bàn ấp 1 của xã Chí Phải, huyện Thới Bình, đoạn từ cầu Kinh Lầu đến cống Bà Điểm, gây khá nhiều thiệt hại về tài sản và đe dọa tính mạng của người dân địa phương. Theo bí thư đảng ủy xã Chí Phải, Huỳnh Văn Hùng, qua thống kê bước đầu, lốc xoáy đã làm 16 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 4 căn nhà bị sập hoàn toàn. 12 căn còn lại bị tốc mái, hư hỏng nặng. Nhiều cây to bị ngã đổ, chắn ngang đường, gây cản trở giao thông. Ngoài ra, rông lốc còn làm 6 người dân bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Cũng trong chiều cùng ngày, những người bị thương đã được người thân đưa đến cấp cứu, điều trị, chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Thới Bình. Hiện công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả đang được địa phương khẩn trương triển khai nhằm giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống. Thành phố du lịch nổi tiếng ở phía Bắc Thái Lan, Trường Mai đã phải chịu tình trạng ngập lụt nặng nề trên diện rộng do con sông chính của thành phố, sông Pinh đã tràn bờ sau những trận mưa lớn. Chính quyền địa phương trước đó đã phải sơ tán người dân ở một số khu vực và cố gắng để bơm nước ra khỏi khu dân cư và dọn dẹp các vật cản khỏi kênh rạch, cống rãnh để nước thoát nhanh hơn. Mới đây, một đội cứu hộ hoạt động trong trận lũ ở Trường Mai, Thái Lan đã phát hiện một con cá chê khổng lồ nặng 300 kg trong vùng nước lũ và hiện đang tìm kiếm chủ nhân của nó vì họ tin rằng con cá này là vật nuôi. Người cứu hộ tìm thấy con cá chê khổng lồ là anh Quy Sang đã đăng tải hình ảnh con vật lên tài khoản Facebook của mình vừa để ghi lại kỷ niệm phát hiện con thủy quái khổng lồ vừa để giúp tìm ra chủ nhân của con cá. Kích thước của nó khiến nhóm cứu hộ tin rằng con cá được nuôi làm thú cưng chứ không phải để làm thực phẩm. Những bức ảnh cho thấy 5 người cứu hộ đang cùng nhau khiêng con cá chê khổng lồ. Họ đứng bên ngoài nhà ga xe lửa với mực nước lũ ngang đầu gối. Kích thước của con cá chê khổng lồ khiến bài đăng này lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Sau đó, một cư dân mạng Thái Lan bình luận rằng đã đọc được một bài đăng khác của một người dùng Facebook tên là Manoy Khan trong nhóm Trường Mai 108 tuyên bố rằng con cá này là của gia đình mình. Trong bài đăng của mình, cô Manoy Khan đã chia sẻ một bức ảnh của những người cứu hộ và giải thích rằng con cá đã mất tích trong trận lũ. Gia đình cô đã chăm sóc nó trong một thời gian dài. Chính quyền thành phố Trường Mai cho biết mực nước sông Pinh, dòng sông chảy dọc theo phía đông thành phố đã ở mức cực kỳ cao, phá vỡ kỷ lục trong 50 năm qua. Ngoài ra, lũ lụt còn khiến 126 con voi sinh sống tại khu bảo tồn voi nổi tiếng Trường Mai. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 114 con voi cùng các động vật khác đến nơi an toàn. Hiện vẫn còn 9 con voi đực bị mắc kẹt, hai con voi đã bị chết vì bị lũ cuốn và một con bị mất tích. Yeah. <laughs>